1545, Nguyễn Kim bị ám hại. Vua Lê phong cho con rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm làm thái sư nắm giữ binh quyền. Sau khi khôi phục nhà Lê, Trịnh Tùng là con Trịnh Kiểm Xuân Vương nắm giữ toàn bộ quyền hành. Con trai Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng sợ bị ám sát nên đã xin vào trấn đất Thuận Hóa, sau được giao luôn cả vùng đất Quảng Nam. Khi nhà Mạc bị đánh bại, Nguyễn Hoàng đem một đạo quân ra phò Lê, nhưng sau thấy tình hình không thể khác trước, ông quyết định vượt biển về Thuận Quảng để tránh khỏi sự quản lý của nhà Trịnh. Tiếp đó, ông xây dựng chính quyền ở đây và cắt đứt quan hệ với nhà Lê Trịnh. Chiến tranh Trịnh Nguyễn bùng nổ. Năm 1627 đến năm 1672, hai bên đã đánh nhau 7 trận lớn. Vùng đất từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình trở thành chiến trường, tình hình bất phân thắng bại đã dẫn đến hai bên quyết định lấy sông Danh làm giới tuyến, chia cắt thành hai miền và đương thời nhân dân gọi đó là Đàng Trong, Đàng Ngoài. Sự phân chia này kéo dài đến tận cuối thế kỷ 18. Đây là khu vực sông Danh và phân chia từ sông Danh. Ra ngoài là Đàng Ngoài và từ sông Danh trở vào trong là khu vực Đàng Trong. Và tình hình Đàng Trong ở trước thế kỷ 16 thì đất hoang còn rất là nhiều, xóm làng và dân cư thưa thớt, nên các chúa Nguyễn đã tổ chức khẩn hoang. Và công cuộc khẩn hoang như thế nào, chúng ta cùng nhau đọc nội dung đoạn văn sau nhé. Trước thế kỷ 16, từ sông Danh vào phía Nam, đất hoang còn nhiều, xóm làng và cư dân thưa thớt. Từ lâu, những người nông dân nghèo khổ ở phía Bắc đã di cư vào đây khai phá làm ăn. Cuối thế kỷ 16, các chúa Nguyễn rất quan tâm tới việc khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích sản xuất. Nông dân, quân lính được phép đem cả gia đình vào Nam khẩn hoang, lập làng, lập ấp. Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn đi khai phá đất hoang. Các đoàn người khai hoang cứ dần tiến vào phía Nam, từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hòa đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Đi đến đâu, họ lập làng, lập ấp đến đó. Họ vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, tạo nên những xóm làng đông đúc, trù phú. Chúng ta thấy đây là hình ảnh các chúa nhà Nguyễn. Và đến cuối thế kỷ 16 thì các vua chúa nhà Nguyễn rất quan tâm tới việc khai khẩn đất hoang, mở rộng cho diện tích sản xuất. Và nông dân, quân lính được phép đem cả gia đình vào Nam khẩn hoang, lập làng, lập ấp. Vậy, theo các em, lực lượng nào là chủ yếu trong cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong? Em hãy chọn ý trả lời đúng nhé. A. Nông dân. B. Quân lính. C. Tất cả các lực lượng trên. Lực lượng chủ yếu trong cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong là, chúng ta chọn ý đúng là C, tất cả các lực lượng trên, bao gồm cả nông dân và cả quân lính. Đây là hình ảnh đoàn người đi khẩn hoang. Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ rồi chia thành từng đoàn đi khai phá đất hoang. Vậy các em hãy cho biết các chúa Nguyễn đã có biện pháp gì giúp dân khẩn hoang? Em hãy chọn ý đúng á. A. Dựng nhà cho dân khẩn hoang. B. Cấp hạt giống cho dân gieo trồng. C. Cấp lương thực trong nửa năm và một số nông cụ cho dân khẩn hoang.
Ý đúng là cấp lương thực trong nửa năm và một số nông cụ cho dân khẩn hoang. Đi đến đâu, họ lập làng, lập ấp đến đó, họ vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, tạo nên những xóm làng đông đúc, trù phú. Vậy em hãy trả lời câu hỏi, người đi khẩn hoang đã làm gì ở những nơi họ đến? A. Lập làng, lập ấp mới, vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán. B. Vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán. Và C. Lập làng, lập ấp mới. Em hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi này nhé. À, câu trả lời luôn đúng là lập làng, lập ấp mới, vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán. Đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào Nam, từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hòa đến Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Vậy, đoàn người khẩn hoang đã đi đến những đâu? A. Họ đến vùng đất Phú Yên, Khánh Hòa, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. B. Họ đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và C. Họ đến tất cả những nơi trên để khẩn hoang. Em hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi số 4 này nhé. À, câu trả lời đúng là họ đến tất cả những nơi trên để khẩn hoang. Chúng ta quan sát đây là lược đồ nước Đại Việt cuối thế kỷ 16 thì đất hoang còn rất là nhiều và đến cuối thế kỷ 17 thì mở rộng được khu vực này đến khu vực màu xanh. Và đến cuối thế kỷ 18 thì đã mở rộng thêm được khu vực màu vàng này nè mấy em. Và chúng ta thấy là đầu tiên từ khu vực Quảng Nam họ di cư đến Phú Yên, rồi đến Khánh Hòa, đến Nam Trung Bộ, đến Tây Nguyên và đến đồng bằng sông Cửu Long. Đây là bản đồ Việt Nam từ khu vực sông Danh. Họ đến Phú Yên, đến Khánh Hòa, đến Nam Trung Bộ, đến Tây Nguyên và đến đồng bằng sông Cửu Long. Để giúp các em hiểu rõ hơn về đoàn người đi khẩn hoang, chúng ta sẽ cùng nhau nghe một đoạn giới thiệu sau đây nhé. Trước thế kỷ 16, từ sông Danh vào phía Nam, đất hoang còn nhiều, xóm làng và cư dân thưa thớt. Từ lâu, những người nông dân nghèo khổ ở phía Bắc đã di cư vào đây khai phá làm ăn. Cuối thế kỷ 16, các chúa Nguyễn rất quan tâm tới việc khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích sản xuất. Nông dân, quân lính được phép đem cả gia đình vào phía Nam khẩn hoang, lập làng, lập ấp. Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn đi khai phá đất hoang. Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía Nam, từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hòa đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Đi đến đâu, họ lập làng ấp mới đến đó. Công cuộc khẩn hoang đã biến một vùng đất hoang vắng ở phía Nam
trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú. Lúc đó, từ Phú Yên trở vào có rất nhiều dân tộc sinh sống, người Chăm, người Khmer và các dân tộc ở Tây Nguyên. Người Việt đã cùng các dân tộc anh em sống hòa hợp với nhau, cùng đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống thiên tai và ách ắt bất bóc lột. Nền văn hóa lâu đời của các dân tộc hòa vào nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên một nền văn hóa chung của dân tộc Việt Nam, một nền văn hóa thống nhất và có nhiều bản sắc. Đó là một đoạn giới thiệu về công cuộc khẩn hoang ở đằng trong. Đây là hình ảnh của cuộc đi khẩn hoang. Các em hãy cùng nhau đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới nhé. Lúc đó, từ Phú Yên trở vào có rất nhiều tộc người sinh sống, người Chăm, người Khmer và các dân tộc ở Tây Nguyên. Người Việt đã cùng với các dân tộc anh em sống hòa hợp với nhau, cùng đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống thiên tai và ách ắt bức bóc lột. Nền văn hóa lâu đời của các dân tộc hòa vào nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên nền văn hóa chung của dân tộc Việt Nam, một nền văn hóa thống nhất và có nhiều bản sắc. Em hãy trả lời câu hỏi là cuộc khẩn hoang ở đàng trong đem lại kết quả gì? Em hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi này nha. Cuộc khẩn hoang đã làm cho bờ cõi đất nước được mở rộng, diện tích đất nông nghiệp càng tăng, sản xuất nông nghiệp phát triển và đời sống của nhân dân thì ấm no hơn. Các dân tộc thì sống đoàn kết và tạo nên một nền văn hóa thống nhất, nhiều bản sắc. Đây là lược đồ của khẩn hoang ở đàng trong với các dân tộc cùng sinh sống như là dân tộc Kinh, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer, dân tộc Sơ Đăng, Sarai, Ê Đê. Đây là dân tộc Kinh. Chúng ta thấy là các dân tộc sống hòa hợp với nhau. Đây là dân tộc Kinh, người Việt của mình đó mấy em. Còn đây là người Chăm. Đây là người Khmer. Và đây là người Ê Đê. Đây là người Sarai. Lực lượng tiên phong khai phá đất phương Nam chủ yếu là các điền chủ, quan sát một lưu dân, phim điền công nô cuộc khẩn và hoang nô tỳ ở đàng trong nhé. Nhưng đông nhất là lưu dân và điền nô. Lưu dân tức là dân lưu tán, bỏ quê quán, bỏ làng xã mà đi làm ăn tha phương. Điền nô là những người chuyên đi làm mướn cho điền chủ. Những người dân nghèo khổ này là thành phần đông đảo nhất vào Đồng Nai, Gia Định. Tháng Giêng năm Kỷ Mùi 1679, dư đảng của họ Trịnh ở Đài Loan là tổng binh Long Môn Dương Ngạn Địch, phó tướng Hoàng Tiến cùng tổng binh Cao Lôi Liêm, Trần Thượng Xuyên, phó tướng Trần An Bình dẫn theo binh lính và quyến thuộc tổng cộng hơn 3.000 người trên hơn 50 chiến thuyền tiến về xứ Đàng Trong. Hai đoàn di dân người Hoa này vào định cư trên hai vùng đất mới ở phương Nam là Đồng Nai và Mỹ Tho. Liền kề trấn biên là Phiên Trấn, tức vùng đất Sài Gòn Gia Định, mà ngày nay được biết đến với tên gọi thành phố Hồ Chí Minh. Bảy xã thôn mà dòng họ Mạc khai khẩn ven biển Tây Nam, trải dài từ tỉnh Kompong Som
của Campuchia ngày nay đến tận xứ Cà Mau của Việt Nam. Hà Tiên từ đó trở thành thương cảng quan trọng, thu hút ghe thuyền khắp nơi, kể cả nước ngoài đến mua bán tấp nập. Dần dần, vùng đất này trở thành một lãnh địa phồn vinh với tên gọi mới Căn Khẩu Quốc. Đảo Cô Tơ Ran cũng đổi tên thành Phú Quốc, ý chỉ vùng đất giàu có. Năm 1732, cùng với đất Mỹ Tho, vua Chân Lạp Sa Tha II cũng đồng thời dân dùng Long Hồ, tức Vĩnh Long, Bến Tre cho chúa Nguyễn. Chúa sai Đặc Châu Định Diễn dựng dinh Long Hồ lệ thuộc phủ Gia Định. Năm 1739, hậu duệ Mạc Cửu ở Hà Tiên là Mạc Thiên Tứ tiếp tục quy tụ lưu dân, đẩy mạnh Khẩn Quan xuống vùng cực Nam, thành lập thêm 4 huyện mới là Long Xuyên dùng Cà Mau, Kiên Giang dùng Rạch Giá, Trấn Giang dùng Cần Thơ và Trấn Di Bắc Bạc Liêu. Năm 1755, vua Chân Lạp Chay Chết Ta Bảy lại dâng đất Tầm Bôn và Lôi Lạp để cầu hòa. Năm 1757, đến lượt dùng đất Trà Giang, Trà Vinh và Ba Sắc, Sóc Trăng được dâng cho chúa Nguyễn. Sau đó, vua Chân Lạp Ách Tê II còn dâng tiếp đất Tầm Phong Long, dùng Châu Đốc, Sa Đéc, Tân Châu và Nam Phủ, Hương Úc, Cần Bột, Trực Sâm, Sài Mạc, Linh Quỳnh để tạ ơn. Cuộc nam tiến hoàn tất về mặt chính trị. Các chúa Nguyễn đã có công lao rất lớn trong việc xác lập chủ quyền của người Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ. Chúng ta thấy là công cuộc ở Khẩn Hoan ở Đàng Trong đã giúp mở rộng bờ cõi, thì các chúa Nguyễn rất có công lao rất là lớn trong cuộc Khẩn Hoan ở Đàng Trong, đã làm cho nền văn hóa của các dân tộc hòa vào nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên một nền văn hóa chung của dân tộc Việt Nam, một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và làm cho đất nước ngày càng phồn thịnh hơn. Các em về nhà xem lại nội dung bài học hôm nay nhé. Cô chào tạm biệt các em.